Như vậy là trận đấu giữa Babia và PTSC đã được bắt đầu. Đó đều là những cầu thủ đã từng ăn tập chuyên nghiệp đường truyền của lĩnh vực. Hồng Minh dứt điểm, như vậy là tỷ số đã được mở cho cầu thủ PTSC. Người lập công không ai khác chính là Lê Quốc Phương, ngôi sao được chờ đợi nhất ở trận đấu này. Một sai lầm bên phía hàng phòng ngự của Babia và ngay lập tức thì Quốc Phương đã cho thấy được đẳng cấp của mình. Tình huống quá hơ hình và những người đã mắc sai lầm là Lâm Voi và Lê Hồng Minh, những cái tên tin cậy nhất trong đội hình của Babia, họ đã mắc sai lầm. Lợi thế đã đến rất sớm với PTSC. Lĩnh vực, tốc độ của Quốc Phương, vẫn là Lê Quốc Phương. Lĩnh vực đã không thể dứt điểm khi mà đã có hai cầu thủ áo đỏ áp sát rất nhanh đối với anh, đã có những đóng góp rất rõ ràng cho bóng đá tỉnh nhà. Và Lucky Thái Nhà luôn được đánh giá rất cao. Lê Hồng Minh có thể dứt điểm. Hồng Minh, tỷ số đã được quyết định một đều. Cú đá quá tốt của Lê Hồng Minh. Lê Quốc Phương đã gọi và lúc này Lê Hồng Minh trả lời. Một cú đá quyết đoán bằng chân phải của Lê Hồng Minh và không có cơ hội nào dành cho Việt Vâu. Chúng ta cùng xem lại một pha xử lý quá tốt của Lê Hồng Minh. Cú đỡ bước một bằng ngực và sau đó là một pha dứt điểm không thể cản phá bằng chân phải. Phút thứ 10 và tỷ số đã được quân Bình một đều. Còn đứng trước quả đá phạt này cho PTSC là Lê Quốc Phương. Quốc Phương, đá ngay của số 19 Thành Sô, dứt điểm từ xa. Một lựa chọn tương đối táo bạo của Thành Sô. Vẫn là tiền vệ cầu mã số 11 Lĩnh Mực tuyến 2 không vào, dứt điểm. Tỷ số đã được lên 2-1 cho PTSC. Tiếp tục là pha lập công của Lê Quốc Phương. Trước đó thì cột dọc đã cứu thua cho Babia, nhưng cú đá bằng chân thuận của Quốc Phương thì không có một cơ hội cản phá nào dành cho thủ môn Long Con. Hàng loạt những tình huống phối hợp hay bên phía PTC, người đã có cơ hội dứt điểm đầu tiên đó là Thành Sô. Còn sau đó thì Quốc Phương là người đã làm tung lưới bên phía Babia lần thứ hai. Pha phối hợp của bộ ba Linh Mực, Thành Sô và Quốc Phương, những người bạn tại lò đào tạo của Thanh Hóa. Cú đá cuối cùng là của Anh Tuấn. Bóng trở lại bên cánh trái với Long Con. Cú đá từ xa. Môn Lê Văn Tiến đã chơi an toàn. Cơ hội phản công dành cho PTSC. Hải Âu. Lỗi từ phía sau của Tương Mương. Tình huống phạm lỗi khá rõ ràng. Và sẽ có chiếc thẻ vàng đối với số 6 bên phía Babia. Long Con. Đường chuyền hơi quá tầm của Linh Mực. Đánh đầu. Quá khó cho số 5 Anh Tuấn. Thành Sô không vào. Bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Lê Văn Long. Linh Mực, vẫn là Linh Mực. Pha xoay sở rất khéo của Linh Mực. Người đã dứt điểm cuối cùng là Thành Sô. Đó là cú đá thẳng của Linh Mực. Phương án rất táo bạo. Tuyến 2, cơ hội không vào. Người dứt điểm là Thành Sô. Hải Âu. Đường truyền kỹ thuật của Quốc Phương, Linh Mực không vào. Một pha phối hợp đỉnh cao giữa Quốc Phương và Linh Mực. Cú vẩy má ngoài đầy chất nghệ sĩ của Quốc Phương và sau đó là một cú đá bóng sống ngay bằng chân trái của Linh Mực. Nếu như đó là một bàn thắng thì sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất của vòng 3. Nhưng anh cũng đã kịp để lại dấu ấn. Cơ hội thuộc về anh Tuấn. Vào hiệp 2 thì hai đội sẽ đổi sân và PTSC là những người có bóng trước. Vào hiệp 2 thì bên phía Babia đã có một sự thay đổi người. Hải Âu, tình huống lấy bóng rất tốt của Hải Âu, có thể dứt điểm. Lĩnh Mực không vào. Bóng đá đi cắt ngang qua khung thành. Lucky đã có câu trả lời. Lê Quốc Phương. Tình huống hơi với đối với Lê Quốc Phương. Hải Âu. Thành Sô dứt điểm từ xa. Quốc Phương đã có một tình huống xử lý thông minh. Quốc Minh cơ hội không vào. Quá đáng tiếc cho Babia, người đã có cơ hội đó là Xuân Bát. Đường truyền ở tầm thấp. Một cơ hội nữa dành cho Babia.
Pha qua người hay của Long Con, Quốc Phương. Long Con dứt điểm, không vào. Cú đá rất nhanh bằng chân trái của Long Con. Những pha xử lý sở trường của số 95. Còn đây là cú đá của Lâm Voi. Một câu trả lời cũng bằng cú đá từ chân trái. Đều là những cầu thủ cho thấy được sự quyết liệt và mạnh mẽ. Pha bằng vào của Quốc Minh. Đường chuyền của Lê Hồng Minh, dứt điểm, không vào. Tiếp tục là một cú đá nữa. Bóng đã tìm đến đúng góc sau pha dứt điểm của Tương Mường. Lê Hồng Minh. Hồng Minh và Quốc Phương. Đường chéo bóng rất sâu. Đã bước vào những phút cuối. Linh Mực, Quốc Phương, không vào. Đông Đạt, Dũng sẽ goal. Không thể có pha dứt điểm. Đông Đạt, đường chuyền hợp lý dành cho Lê Quốc Phương, không vào. Thủ thành Văn Long đá bằng ra chính xác. Lê Hồng Minh, không vào. Cú đá đầy quyết đoán bằng chân phải. Lần này thì Hồng Minh đã thực hiện một cú đá tầm thấp. Pha bóng không an toàn của Việt Vâu. Cuộc trận đấu ở những phút cuối đã được đẩy lên rất cao. Đó cũng là một điều dễ hiểu khi mà Barbie buộc phải chơi nhanh. Pha bóng nỗ lực của Lê Hồng Minh. Đường chuyền hợp lý dành cho Long Con, chân phải. Pha xử lý bằng chân không thuận của Long Con. Long Con chân trái. Không có gì khó khăn với thủ môn Lê Văn Long. Hồng Minh. Như vậy là tỷ số đã được Quân Bình 2-0. Sau cú đá phạt của Lê Hồng Minh thì bóng đã chạm vào chân một cầu thủ và đi đổi hướng. Việt Vâu đã hoàn toàn bị bó tay. Bàn thắng ở những phút cuối cùng, có thể nói là những giây cuối cùng, người ghi bàn đó là cầu thủ mạo số 6 Tương Mường. PTSC đã không thể đứng vững. Thời gian không còn nhiều nữa, nhưng đội bóng áo vàng đã để cho đối phương có bàn thắng Quân Bình tỷ số. Lâm Voi, tinh thần thi đấu của Ba Bia đang lên cao. Lâm Voi, đường chuyền hay, dứt điểm, không vào. Cơ hội thuộc về Quốc Minh. Trục dọc trong đội hình của PTSC dường như đã bị thiếu đi một sự chắc chắn ở tuyến giữa. Hết giờ. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Một trận hòa đáng tiếc của PTSC, nhưng đó là một thành quả xứng đáng dành cho Ba Bia, dành cho Lê Hồng Minh và các đồng đội. Họ đã chiến đấu đến những phút cuối cùng để rồi có được bàn thắng Quân Bình tỷ số với pha lập công của Tương Mường. Một điểm xứng đáng dành cho Ba Bia.